Xin chào tất cả các bác nhé. Em đang có mặt tại phố Nguyễn Hoàng thuộc phường Mai Dịch, Hà Nội. Đây, ngay gần bến xe Mỹ Đình thôi. Thì hôm nay giới thiệu các bác một căn nhà tại đây cũng đang cần bán. Thì nằm ở trong phố Dương Khuê các bác nhé. Đấy, phố Dương Khuê. Đấy, ngay là đây lại Dương Khuê là ngay giao cắt với lại Nguyễn Hoàng đây. Thì phố Dương Khuê này buôn bán rất sầm uất các bác. Đấy. Em sẽ quay các bác từ đường vào nhà nhé. Đây. Thì ngôi nhà này đang cần chào bán có diện tích là 80m² này. Và mặt tiền là 6m này. Đấy. Mặt tiền 6m. Đây, ở đây thì Dương Khuê rất nhiều tòa nhà văn phòng rất là rộng, rất là lớn nhá. Trung tâm này ăn uống thơm mất, rất nhiều thu hút rất nhiều sinh viên và người lao động cũng như là dân cư ở đây. Đấy. Các ngõ rất là rộng các bạn, bìa hơi tấp nập này. Đấy. Thì hiện nay thì đang chào bán căn này cũng thực ra thì cũng là đấy, thì căn nhà này thì thực ra là nhà gia đình mua lại nhưng hiện nay đang sửa chữa, nếu cũng đang vì cần tài chính cho nên là cần bán các bác nhé. Đấy. Đang sửa chữa rồi. Đấy, các bác mà có nhu cầu thì sẽ để lại cho các bác và các bác hoàn thiện. Đấy. Thì không thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện để bán sau khi mà hoàn thiện xong nha các bác nhé. Đấy. Sẽ làm thang máy này, một tầng thông sàn bên trong. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nha.